bắt đầu con đường khởi nghiệp Phượng Hằng gặp không ít khó khăn và ánh mắt dò xét nghi ngờ của nhiều người. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, Phượng Hằng đã đầu tư trên 200 triệu đồng để mua sắm thiết bị máy móc cho phòng thí nghiệm để hiện thực hóa ước mơ nông nghiệp của mình. Từ đầu mình đã thích là nông nghiệp rồi, cho nên là khi mà mình đi học, mình chọn cái chuyên ngành thì công nghệ sinh học, nhưng mà nó cũng sẽ liên quan về cây cối thực vật. Để khi mà mình học xong, mình ra trường, mình có muốn về lại quê hương mình phát triển thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Sẵn có những cái điều kiện hiện có thì mình chỉ cần mình phát triển thôi, mình đỡ phải gầy dựng thêm nhiều thứ khác nữa. Ngay sau khi phòng thí nghiệm được đầu tư hoàn tất, Hằng lại nhận được đơn đặt hàng lớn từ khách hàng ở Đồng Nai với hơn 100.000 cây chuối cấy mô. Đầu năm 2020, Phượng Hằng hoàn tất đơn hàng khủng và nhận được sự đánh giá cao của khách hàng. Tiếng lành đồn xa, nhiều nông dân và các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp cũng tìm đến đặt hàng chuối giống cấy mô của cơ sở. Theo Phượng Hằng, hiện nay xu hướng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học ngày càng nhiều trong sản xuất nông nghiệp. Dù thành công với cây chuối cấy mô, ước mơ tiếp theo của cô kỹ sư trẻ vẫn là phát triển những loại hoa kiểng quê hương, mang lại thu nhập ngày càng cao hơn cho chính nông dân quê nhà.